Người Kiến và Chiến Minh Ong, Quantum Mania chuẩn bị được công chiếu. Và nếu bạn còn nhớ hay đã quên những gì xảy ra trước đó, thì đây là tổng hợp toàn bộ về Scotland, Người Kiến trước Quantum Mania. Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu, cụ thể là năm 1989. Thực ra cái đó mới xảy ra gần đây. Nhưng mà có một ông tiến sĩ tên là Hanh Pím chế được một cái gọi là hạt pím. Với nó thì ông sẽ giải quyết được tình trạng small size, big size cho người dân thế giới. Nhưng mà ông lại giấu công thức làm của riêng, mặc dù đó là quyền công dân cơ bản. Thế là tổ chức SHIELD quyết định cosplay Trung Quốc, cố làm một bản sao của hạt pím. Kết quả là Hanh phát hiện, ông quyết định rời khỏi SHIELD và thề rằng chừng nào tôi còn sống thì đừng hòng biết công thức. Thực ra ông mà có chết thì cũng có ai biết mẹ đâu. Ông giấu mà. Tôi nhanh đến hiện tại, Hanh được một học trò của mình là Darren mời đến. Ông này đã làm được hạt pím 99%, chỉ còn một bước cuối là thu nhỏ vật thể sống. Hanh lo ngại và được cô con gái Hope, người nằm vùng cạnh Darren bấy lâu đề xuất, đưa cô bộ đồ người kiến để cô phá hoại công trình của Darren. Nhưng Hanh đã có một kế hoạch khác, kế hoạch đó là Scotland, Kaito Kid thời hiện đại, vào tù ra tội suốt. Nên nhà tù như là ngôi nhà thứ hai của anh, hôm nay anh được bỏ nhà ra đi, trở về với xã hội, tiếp tục chuỗi ngày làm ăn bươn trải. Nhưng mà profile lại có chữ đi tù nên không được trọng dụng cho lắm. Vợ cũ thì đi lấy chồng mới, con gái thì bao năm chưa được mặc áo trùm cuối bố mua. Scott thất nghiệp đành phải đến tìm homie vào tù ra tội cùng mình là Louis, mong có chỗ nương thân. Anh nhận ra rằng ở cái xã hội này tiền quan trọng phết, nên quyết định nhúng chàm ăn trộm một phát nữa. Tình cờ ngôi nhà anh trộm lại chính là của Hanh Pím. Sau 7749 bước phá khóa cậy két, thứ anh nhận được lại chỉ là một bộ đồ siêu nhân điện quang. Scott đành mang bộ đồ đó về, có còn hơn không. Và mọi thứ diễn ra đều đã nằm trong kế hoạch của Hanh. Trở về nhà, Scott thấy bộ đồ đẹp phết nên mặc thử và vô tình thu nhỏ bản thân, để rồi nhận ra không ai thích làm tí hon cả. Scott lại phải đột nhập vào nhà Hanh phát nữa để trả bộ đồ, tránh dây mơ dãy má. Nhưng mà Hope đã gọi cảnh sát, tiến sĩ Hanh đến gặp Scott và cho anh một cơ hội để trở thành người kiến. Scott chấp nhận và anh cùng các homie kiến về nhà Hanh. Ông tiết lộ rằng mình cần một tên trộm để phá hoại kế hoạch của Darren, phòng trừ hậu họa. Vì trong lúc mọi người đang ngồi đây nói chuyện phiếm thì Darren đã thành công tái tạo hạt pím rồi. Scott cần trở thành người kiến ngay lúc này. Hope dù đang có nhiều bất hòa với bố và đang có thân phận tay trong ở chỗ Darren, nhưng vẫn quyết định giúp Scott tập luyện ngày qua ngày. Scott tập các kỹ năng phóng to thu nhỏ, làm quen với các loài kiến, nhưng mà bố này quá đần, học mãi không xong, khiến Hope mất kiên nhẫn bỏ đi. Scott thuyết phục Hope, cô dù giỏi đến mấy cũng không thể trở thành người kiến. Vì phần 2 chỉ định cô làm người ong, Hope hiểu được tấm chân tình của Hanh và Scott cũng hiểu được cách để điều khiển kiến. Hai người quay trở lại và Hanh kể câu chuyện năm xưa khi mẹ của Hope chấp nhận hy sinh, thu nhỏ đến mức độ hạ nguyên tử để có thể thực hiện nhiệm vụ. Nên ông mới không cho Hope làm người kiến. Cuối phần 1 ông mới cho, vì không thể mất cả mẹ lẫn con. Mọi vấn đề về tâm lý đã được giải quyết, giờ là đến phần hành động. Nhiệm vụ đầu tiên của Scott là đột nhập vào nhà kho cũ của Howard Stark để lấy một nguyên mẫu của Hanh đã chế tạo. Nhưng khu này đã được cải tạo thành trụ sở Avenger. Scott đối đầu với Falcon, anh phá hỏng thiết bị bay và sủi thành công với thiết bị mà Hanh cần. Scott chứng tỏ mình rất được việc. Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra, Darren đã ngửi thấy mùi không ổn từ Hanh và hắn ta gia cố hệ thống rào chắn, không cho Hanh có cơ hội đột nhập. Scott nảy ra ý tưởng chui vào qua đường dẫn nước và họ cần một đội giả làm nhân viên. Không ai khác ngoài homie Louis, mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa và giờ Scott cần đến gặp con gái lần cuối. Để phim có chút yếu tố gia đình, nhiệm vụ bắt đầu. Louis giảm áp suất nước để Scott cùng đội kiến lửa tiến vào. Hope đặt một bộ giả tín hiệu. Trong lúc đó Scott và đội kiến điện sẽ phá máy chủ. Chỉ còn bước cuối cùng là nhảy và lấy bộ yellow jacket của Darren ra. Nhưng hắn ta đã biết mọi kế hoạch của Hanh và chuẩn bị bán công nghệ này cho Hydra. Scott sử dụng thiết bị phóng to phá lồng, xử hết đám lính. Tình huống trở nên kỳ quặc khi ông nào nấy chỉ biết ôm đồ chạy mất. Darren chuồn đi với bộ yellow jacket, Scott cùng đàn kiến cánh đuổi theo. Một trận chiến long trời lở đất giữa hai con kiến diễn ra. Thứ duy nhất kết liễu được Darren là một chiếc máy giết côn trùng. Cùng lúc đó Hanh và Hope cũng đã thoát khỏi tòa nhà với chiếc móc khóa là chiếc xe tăng của ông. Tòa nhà phát nổ nhờ quả bom mà Scott đã cài từ trước. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Darren chưa chết và tìm đến con gái của Scott. Một lần nữa người kiến phải xuất hiện và lại có một trận chiến long trời lở đất khác giữa hai con kiến. Mà nếu nhìn từ xa ta sẽ không thấy con mẹ gì cả. Combat dần trở nên khó khăn vì bộ đồ của Darren đã được nạp VIP. Scott không thể nào xuyên qua được. Để bảo vệ con gái, anh thu mình về mức độ hạ nguyên tử, chui qua bộ giáp và tiễn Darren về với gia quyến. Còn mình bị đẩy đến một nơi gọi là lượng tử giới. Anh nghe thấy con gái đang gọi mình nên nảy ra một ý định đảo ngược thiết bị thu nhỏ và trở lại thế giới thực. Anh kể chuyện này với Hanh khiến ông nhận ra có thể có một phép màu nào đó. Vợ ông vẫn mắc kẹt trong lượng tử giới và chưa trở về được. Sau đó ông đưa Hope đến một căn phòng bí mật và trao cho cô bộ đồ chiến binh ngong. Thứ mà theo tôi là ông nên đưa mẹ từ đầu phim thì mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn lẹ. Còn về phía Scott, sau khi được quyền thăm con gái thường xuyên, cuộc sống của anh bỗng trở nên tốt hơn. Nhưng danh hiệu người kiến của anh đã thu hút được nhiều đối tượng tai to mặt lớn, trong đó có đội trưởng Mỹ qua lời giới thiệu của Falcon. Scott gia nhập vào đội hình của Captain chống lại đội của Iron Man. Với sự trợ giúp của Scott, Captain và Bucky đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Iron Man. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc anh đã bị coi là tội phạm và bị giam tại nhà tù Belrive cùng với Falcon và những người khác. Sau trận chiến với Iron Man, với phần thắng thuộc về Captain, anh tấn công vào nhà tù Belrive, cứu Scott và những đồng đội ra. Sau thời gian đó, Scott bị chính phủ giam lỏng tại nhà, còn Hope và Hanh phải lẩn trốn. Vì chính phủ nghĩ vụ với Iron Man có Hanh tham gia,
Scott Nhân lúc này cũng dành nhiều thời gian cho con gái hơn, và mối quan hệ với vợ cũ và người chồng mới của vợ cũng tốt hơn. Nhưng bỗng một ngày, anh có những ảo giác về lượng tử giới và gặp một người mà khả năng cao là vợ của tiến sĩ Hanh. Anh gọi điện cho ông, và ngay ngày hôm sau, Hope đến đón Scott đến trụ sở mới của hai bố con. Trong lúc Scott ở nhà nghỉ dưỡng, họ đã chế tạo ra cánh cổng để tiến vào lượng tử giới. Và lần đầu tiên họ kích hoạt cánh cổng cũng là lúc Scott nhìn thấy ảo giác. Họ càng chắc chắn hơn là vợ Hanh còn sống. Hope sau đó đi đến một vụ trao đổi để mua thiết bị phục vụ cho thí nghiệm. Nhưng tên bán hàng đã biết được mục đích thực sự của Hope và muốn kiếm Trác, nên Hope trong bộ đồ chiến binh ngong đã đánh bại hắn ta. Một vị khách không mời xuất hiện với kỹ năng bóng mờ như Boom Online nên tạm gọi là Ghost. Scott tham chiến đồng nghĩa với việc để Hanh một mình. Ghost quay ngược ra xe đe dọa Hanh và lấy mất phòng thí nghiệm. Ba người đành phải tạm lánh đến chỗ Louis. Lúc này đã là một công ty bảo mật. Điều họ cần bây giờ là tìm vị trí của phòng lab. Hank hạ cái tôi xuống và đến tìm người đồng đội cũ của mình là Bill Foster. Hai ông này không ưa nhau từ lâu, nhưng Bill vẫn ra lời khuyên cho Hank. Từ đó họ tra được vị trí của tòa nhà, nhưng cuộc đột kích thất bại và cả ba người bị Ghost bắt giữ. Người đứng sau mọi chuyện lại chính là Bill. Ông muốn giúp Ghost trả thù Hank Pím vì đã đổi việc bố của Ghost ngày xưa, khiến ông ta tự thực hiện thí nghiệm một mình và trả giá bằng mạng sống. Còn cô bây giờ thì như cái đèn nháy. Toàn bộ kế hoạch của Bill là tìm ra vị trí của Janet và trích xuất năng lượng lượng tử trong người bà ta, sau đó chuyển sang cho Ghost và chữa bệnh cho cô. Hank giả vờ bị bệnh sắp chết, Bill rủ lòng thương nên đã dính bẫy của Hank, thả đàn kiến khổng lồ ra. Ba người trốn thoát được và khởi động cỗ máy. Janet, vợ của Hank, nhập hồn vào Scott. Bà đưa ra đầu mối cho chồng con để tìm mình, sau đó biến mất. Nhưng đó chưa phải là rắc rối duy nhất. Thông tin anh trốn khỏi nhà đã bị Louis tiết lộ. Vị trí của Hank và Hope cũng bị FBI phát hiện. Scott tức tốc chạy về nhà và đã lừa được FBI, nhưng Hank và Hope thì đã bị bắt. Ghost nhân cơ hội lấy lại phòng thí nghiệm. Scott lại phải đi cứu hai người kia. Hank đã đặt bộ tín hiệu mới để định vị ngôi nhà. Scott và Hope sẽ dụ Ghost ra ngoài. Hank sẽ vào trong và tiến vào thế giới lượng tử để cứu Janet. Sau đó Hank vào trong, Hope thu nhỏ ngôi nhà và cùng Louis chạy trốn. Nhưng có vị khách không mời xuất hiện, chính là tên bán hàng mà Hope đánh lần trước. Hai bên đuổi nhau trên phố và Ghost sẽ không rời bữa tiệc dễ dàng đến thế. Một trận chiến diễn ra giữa Ghost, người kiến và chiến binh ngong. Với phần thắng thuộc về tên bán hàng, Scott phải hóa khổng lồ để bắt hắn ta. Nhưng anh lại bị choáng ngay sau đó vì đã biến quá to. Hope nhảy xuống biển cứu Scott và Ghost lại xuất hiện giành lại phòng thí nghiệm. Cô phóng to tòa nhà ngay giữa thanh thiên bạch nhật và tự mình kích hoạt trích xuất cơ thể của Janet. Lúc này đã được Hank cứu ra khỏi lượng tử giới. Gia đình đoàn tụ, Janet cứu Ghost chỉ bằng một cái chạm vào cô ta. Đáng lẽ nói thế từ đầu đi, đỡ phải đánh nhau. Mọi người vui vẻ trở lại, ai về nhà nấy. Scott hạnh phúc bên Hope và cô con gái yêu. Hank cũng được yêu lại từ đầu. Cho đến một ngày, cả gia đình đang làm thí nghiệm vào lượng tử giới. Khi Scott vừa tiến vào thì ba người còn lại đột nhiên hóa bụi, khiến anh mắc kẹt luôn trong đó. 5 năm sau sự kiện búng tay hóa bụi diễn ra, một con chuột bò lên bảng điều khiển, vô tình đưa Scott trở lại. Đối với anh mới chỉ trải qua 5 phút, trong khi thế giới đã đổi thay quá nhiều. Cô con gái Cassie của anh giờ đã lớn tướng và anh cũng đã bị coi là đã chết. Scott chạy đến trụ sở Avenger để tìm câu trả lời. Sau khi nghe mọi chuyện, anh đưa ra một ý tưởng du hành thời gian nhờ vào lượng tử giới để thu thập các viên đá ở nhiều khoảng thời gian khác nhau. Captain và Widow nghe không hiểu lắm. Họ cần một người hiểu những gì Scott nói, và đó chính là Tony Stark. Mặc dù từ chối vì cuộc sống hiện tại của Tony đang rất êm ấm, anh vẫn tìm hiểu về ý tưởng của Scott và đã thành công chế tạo công thức du hành thời gian. Đội Avenger tập hợp một lần nữa, mỗi người đến một mốc thời gian khác nhau để thu thập những viên đá vô cực. Sau khi thu thập được tất cả, Hulk thực hiện cú búng tay, đưa tất cả những người hóa bụi trở lại. Nhưng đội quân của Thanos từ quá khứ đã đi theo và tấn công trụ sở Avenger. Captain, Iron Man và Thor 3-1 với Thanos. Trận đấu đi vào bế tắc. Đó cũng chính là lúc những vòng tròn pháp thuật xuất hiện. Toàn bộ siêu anh hùng đã từng xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel bước ra, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Scott tham gia trận chiến cùng với mọi người và trận đấu dừng lại khi Iron Man hy sinh búng tay thổi bay Thanos và đồng bọn. Scott trở về hạnh phúc cùng Hope và Cassie. Cho đến khi Cassie đủ khôn để tái máy về lượng tử giới và kéo cả gia đình vào những khó khăn mới, tất cả sẽ có trong Người Kiến và Chiến binh ngong Quantum Mania chuẩn bị ra mắt trong những ngày tới. Và đó là toàn bộ hành trình của Người Kiến trong MCU. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.